chào các bạn, mình là Bích Quý, phát thanh viên của chương trình podcast hôm nay. Quý thính giả thân mến, so sánh bản thân với người khác là thói quen dễ dẫn đến bế tắc và tuyệt vọng. Tuy vậy, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang rơi vào vòng xoáy của sự so sánh. Chúng ta cứ mãi nhìn người khác và những gì họ sở hữu, rồi lại buồn tủi cho chính mình, thất vọng về bản thân và nỗ lực mọi cách để trở nên giống như họ. Chương trình podcast hôm nay mời bạn suy ngẫm về vấn đề cạm bẫy so sánh qua câu chuyện của một bạn trẻ. Mời bạn cùng lắng nghe. Tôi không thể ngừng so sánh bản thân với người khác. Anh ấy có thông minh hơn tôi không? Cô ấy xinh xắn hơn tôi? Liệu cô ấy có nhiều bạn bè hơn tôi không? Mặc dù tưởng chừng như là thói quen vô hại, nhưng cuối cùng tôi bị mắc kẹt trong thói quen ấy. Tôi không cảm thấy biết ơn với bất kỳ điều gì mình có. Thói quen đó bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ. Ở đất nước tôi, giáo dục rất được nhấn mạnh và theo lẽ tự nhiên, bố mẹ mong muốn tôi phải học thật giỏi. Sống trong môi trường cạnh tranh, nơi mà mọi người đều cố gắng hết sức để vượt hơn người khác, tôi cũng học hành rất chăm chỉ. Tận sâu trong tâm trí mình, tôi luôn suy nghĩ, liệu tôi đã làm tốt hơn các anh chị em họ hoặc bạn bè của tôi chưa? Ở tuổi thiếu niên sắp thành người lớn, mối quan tâm của tôi thay đổi. Tôi so sánh ngoại hình với người khác. Khi có công việc đầu tiên, tôi so sánh tiền lương của mình với bạn bè. Tôi nhìn vào những thứ vật chất mà họ có, quần áo mới và xe mới, rồi tự hỏi liệu tôi có khả năng mua những thứ đó không. Một khi đã hình thành thói quen so sánh, tôi không thể dừng lại được. Tôi so sánh từng chi tiết của bản thân với người khác. Tôi trở thành người cầu toàn và dần hình thành nỗi sợ bỏ lỡ, sợ mất cơ hội, FOMO. Tôi muốn mình xinh đẹp và giàu có như bạn bè tôi. Tôi bị chúa của đời này làm cho mù mắt và tôi lầm tưởng rằng điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi làm việc cực lực để đạt được điều mình ao ước, nhưng tấm lòng tôi chỉ càng trống rỗng hơn. Tôi thèm muốn nhiều hơn và điều đó trở thành cuộc theo đuổi không điểm dừng, khiến tôi càng mệt mỏi hơn là thỏa lòng. Tôi không nhận ra rằng mình cần điều gì đó quý giá và vĩnh cửu, chính Đức Chúa Trời, để lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Cuối cùng, thói quen so sánh nguy hiểm đó đã khiến tôi mất đi một người bạn tốt. Khi lần đầu tiên đi làm, tôi quen biết một bạn nữ cũng vừa tốt nghiệp giống như tôi. Chúng tôi làm cùng một bộ phận và được giao cho vai trò giống nhau. Chúng tôi cùng nhau học hỏi và mọi thứ dường như suôn sẻ. Tuy vậy, tôi không ngừng so sánh mình với cô ấy. Dù bề ngoài tôi có vẻ là người bạn tốt, nhưng trong lòng tôi không thích cô bạn đó. Cô ấy cao, mảnh mai và xinh đẹp, trong khi tôi thấp bé và bình thường. Cô ấy thân thiện và hòa đồng, còn tôi khép kín và trầm lặng. Các đồng nghiệp dường như thích cô ấy hơn tôi. Cô ấy càng được yêu mến bao nhiêu, tôi càng trở nên cay đắng bấy nhiêu. Vì sao cô ấy lại tốt hơn tôi về mọi mặt? Thật không công bằng, tôi đã nghĩ thầm như vậy. Kinh tị vì dường như cô ấy có tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi bắt đầu phớt lờ và nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi không thể chấp nhận là mình thua kém cô ấy. Cô ấy đương nhiên cũng thắc mắc và tức giận trước hành động của tôi. Và mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng trở nên tồi tệ. Bởi vì quá thất vọng về cách cư xử của tôi, cô ấy bắt đầu phớt lờ tôi và nói cho mọi người biết về sự bất mãn của cô ấy đối với tôi. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau và tôi cảm thấy càng cô đơn hơn ở giữa công ty. Tôi đã nghỉ việc và mất liên lạc với mọi người ở đó. Nhiều năm sau khi tin nhận Chúa, tôi suy ngẫm về phân đoạn Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất chương 12, câu 15-18 trong thi giờ tĩnh nguyện. Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều khác biệt nhau vì một lý do. Chúng ta đóng vai trò khác nhau trong thân thể của Đấng Christ. Vì vậy, không ai quan trọng hơn ai. Tôi chợt nhận ra rằng thói quen so sánh của mình không đúng với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Vì mỗi chi thể trong thân đều độc nhất, để thân thể Đấng Christ hoạt động trong sự hiệp nhất. Dù tôi ra sao, thì những đặc điểm đó đã được Chúa định sẵn để tôi góp phần cách đặc biệt trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi đã để cho sự tự ti và mặc cảm hủy hoại chính mình.
Vấn đề thật sự không phải là người khác xuất sắc hơn tôi, mà do tôi suy nghĩ tiêu cực về chính mình. Thi Thiên chương 139, câu 13-14 đã cho tôi sự đảm bảo tuyệt vời. Hai câu kinh thánh này nói rằng, tôi được đấng tạo hóa dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Ngài đã nắn nên mọi chi tiết bên trong con người tôi và dịch thành tôi trong lòng mẹ tôi. Những điều có vẻ như là khuyết điểm cũng không phải do Chúa nhầm lẫn, nhưng tôi ra sao là điều Chúa đã định sẵn. Chúa ban cho chúng ta những khả năng và ân tứ khác nhau trong Roma chương 12 câu 6 phần A, với những đặc điểm ngoại hình khác nhau. Ý tưởng cùng sự khôn ngoan của Ngài vượt hơn chúng ta, Esai chương 55 câu 8-9. Và chính Ngài đã định sẵn cuộc đời độc nhất cho mỗi một người trong chúng ta, mà chỉ chúng ta mới có thể sống cuộc đời ấy. Sống trong sự so sánh không phải là chương trình Chúa dành cho chúng ta. Thay vì lãng phí cuộc đời để chìm đắm trong sự so sánh và tủi thân, chúng ta hãy đầu phục đời sống mình cho Chúa, tin cậy kế hoạch của Ngài. Khi nêu chắc địa vị của chúng ta nơi Ngài, chúng ta được vững tâm và không dễ dàng bị lay chuyển bởi thế gian. Từ khi nhận biết lại thật này, tôi thấy mình càng yêu mến Chúa hơn, tôi càng có cái nhìn giống Chúa hơn, tôi cũng muốn làm theo ý muốn Ngài và yêu thương những người xung quanh. Tôi cảm tạ Chúa đã dần giải thoát tôi khỏi khuynh hướng so sánh bản thân với người khác. Lời Ngài giống như ngọn đèn cho chân tôi, Thi Thiên chương 119 câu 105, dẫn tôi ra khỏi bóng tối của sự so sánh. Mỗi khi so sánh mình với người khác, tôi sẽ tự nhắc nhở chính mình về lẽ thật của Ngài qua lời hằng sống, về ý muốn tối thượng và kế hoạch đặc biệt của Ngài dành cho riêng tôi trong suốt quãng đời hữu hạn trên đất. Dần dần, mối quan hệ giữa tôi và người khác được cải thiện. Dẫu thật buồn khi tôi và cô bạn đồng nghiệp cũ đã không còn là bạn của nhau nữa, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô ấy, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ giải hòa với nhau. Thay vì sợ bỏ lỡ, sợ mất cơ hội giống như thế gian, tôi bắt đầu sợ đánh mất Chúa trong cuộc đời của mình. Giờ đây, tôi xem việc làm đẹp lòng Chúa là ưu tiên hàng đầu, nếm biết niềm vui và sự tự do mà chỉ duy Ngài mới có thể ban cho tôi. Và tôi không bao giờ muốn bỏ Chúa để trở lại với cuộc đời tối tăm và so sánh thêm lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast tuần này của ODB. Nếu các bạn yêu mến chương trình, hãy nhấn like và subscribe để theo dõi cũng như ủng hộ ODB. Cũng đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và nếu bạn có bất cứ điều gì muốn chia sẻ cùng ODB, hãy bình luận bên dưới hoặc gửi về email vietnam@odb.org nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.